Chào mừng quý vị đến với bản tin Chuyển động 360. Hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Sơn và Phan Thị Hoài, cán bộ địa chính nông nghiệp xã, vì liên quan tới công tác chi trả chế độ hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất sau bão lũ. Theo đó, năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi lụt bão, khiến nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại. Đến năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ lũ lụt với số tiền $1.000.000. Tuy nhiên, quá trình chi trả các đối tượng đã không nhận được công khai danh sách hỗ trợ cụ thể. Đối tượng Phan Thị Hoài đã yêu cầu người dân ký vào 3 tờ giấy, trong đó chỉ có 1 tờ ghi số tiền và 2 tờ là giấy trắng. Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn đã đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ xã Khai Sơn có liên quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Chuyển động 360. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.